Hôm nay mình mua được cái hộp này rất đặc biệt với quý anh chị các bạn. Hôm nay ở chung mình có cái hộp đẹp không nè. Quay sơ cho quý chú chị bạn xem ha. Đây. Mở ra thì mới độc đáo đó nha quý chú chị bạn nha. Mở ra thì độc đáo cực kỳ nha. Đó. Thấy chưa? Một chiếc hộp đựng nữ trang. Đây. Liền kim cương thiên nhiên. Nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương. Nhẫn ruby. Độc đáo ở đây là quý chú chị bạn nha. Đó, chúng ta mở ra xem có gì. Thẻ. Đó. Chà. Toàn những món độc đáo nha. Một chiếc Rolex thiên thạch dành cho nữ. Vàng hồng nha. Siêu đẹp luôn. Một chiếc Rolex thiên thạch dành cho nữ. Ta bỏ qua một bên nè. Xem có gì nữa nào. Nào 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 nào. Một chiếc Rolex 18038 siêu đẹp luôn. Đẳng cấp tuyệt vời đúng không quý vị các bạn ha. Đẹp tuyệt vời luôn. Xem còn gì nữa nào. Một chiếc Patek Philippe. À, hai kim dây vỏ vàng khối nè. Siêu đẹp luôn. À. Một chiếc Yandex xưa lên dây vỏ vàng hồng. Đẳng cấp chưa? À. Quang bên. Ở đây chúng ta có gì nào? Một chiếc đồng hồ của Nga. Vàng hồng luôn. Hơi bị đẹp luôn nha. Có gì nữa không? Tiếp tục là một chiếc Patek Philippe. À, dây vỏ vàng khối nữa. Chà, đây chúng ta em Omega dây vỏ vàng trắng. Mặt số xoàng rất hiếm nè quý vị chị bạn. Một em Omega mà dây vỏ vàng nha. Dây vỏ vàng trắng mặt số xoàng. Con này cực kỳ hiếm luôn nha. Đó. Tuyệt vời chưa. Con này rất hiếm nè. Một chiếc Rolex 1005 vàng khối. Một chiếc Omega bát quái. Toàn đồ xưa ha quý vị các bạn ha. Toàn đồ xưa. Xem nào. Ây da, chiếc này mới đỉnh rồi nha. Một chiếc Omega bát quái bậc thang. Mà là vàng trắng nha. Rất hiếm nha quý vị bạn. Rất hiếm nha, vàng trắng luôn. Siêu đẹp nha. Bát quái bậc thang. Vàng trắng luôn. Hàng sưu tầm. Cái hộp này chất lượng. Thôi bỏ vô lại đi. Đóng nó lại. Đóng lại hàng quý vị chú chị bạn ha. Đóng lại đi. Cất. Cất. Cất thôi.